Hãy một chọn câu hỏi. Câu 1. Ngày 15 tháng 5 âm lịch là ngày gì? Xin lỗi, ngày 15 tháng 8 âm lịch là ngày gì? Ngày Tết Trung Thu. Chính xác, chọn điểm đầu tiên cho 7-1. 7-2. Câu 4. Sao em? Câu 4. Em hãy nêu nơi đầu tiên bác đặt chân trên mảnh đất Việt Nam sau 30 năm bôn ba hải ngoại. Cái này là đất đó thôi nè. Đất đó thôi nè. Chưa chính xác, dành cho các đôi còn lại. Cái này là vì nó có mốc lịch sử, có giá trị lịch sử chỗ đó, nên chúng ta mới thật sự chính xác là một vị Bắc Hồ đặt chân về mảnh đất Việt Nam sau 30 năm bôn ba hải ngoại. 3-2-1, không có đội trả lời. Câu này, Bắc Hồ đặt chân về Việt Nam sau 30 năm bôn ba hải ngoại. Ở đầu tiên là ở cột mốc 108 ở xã Trường Hà, Hà Quảng, Cao Bằng. Cao Bằng là đúng rồi, đúng không? Tuy nhiên là nói không chính xác cái mốc lịch sử, cái mốc và địa điểm. 7-3. Đó thầy là câu 5. Câu 5. Em hãy nêu tên anh, chị, em của Bác Hồ. Ba, hai, một, không có trả lời. Các đồng còn lại mời 7-4. Thầy là Nguyễn Xuân Sinh và Nguyễn Thị Thanh. Còn em Bác Hồ nữa. Em Bác Hồ nữa. Chính xác, cảm điểm cho mà theo không? Anh Bác Hồ là Nguyễn Sinh Khiêm, chị Bác Hồ là Nguyễn Thị Thanh và em út Bác Hồ là Nguyễn Sinh Sinh. Cảm điểm như vậy không? 7-5. Chọn câu hỏi. Câu 3. Nghe câu 3. Từ ngày bôn ba đi tìm đường cứu nước, bác về lại Việt Nam và bác đã vào thăm đồng bào miền Nam bao nhiêu lần? Không chính xác, dành cho các đồ còn lại. Không có câu trả lời. Từ ngày bôn ba tìm đường cứu nước về, hoạt động bác chưa một lần vào Nam. Đây là điều ân hận lớn nhất cả cuộc đời của bác, chưa mà vào Nam lần nào nữa chứ. Đây câu hỏi là hỏi mẹ, tuy nhiên là các em vẫn không trả lời được. Trở lại với 7-1. Câu 5, hả rồi em? Câu số 9. Em hãy nêu diện tích dân số nước Việt Nam. Hơn 96.284. Chính xác, cảm điểm cho 9-1. Và 7-1. 7-2. Câu 6. Câu mấy? Câu 2. Rồi, em hãy nêu ngày tháng năm quốc khánh nước Việt Nam. Chính xác, cảm điểm cho 7-2. Ngày quốc khánh Việt Nam là ngày 2 tháng 9 năm 1945. 7-3. Câu số 8. Em hãy ghi những điều nên làm đối với rác thải được hướng dẫn trong sổ tay đầu tiên. Không vứt rác bừa bãi nơi công cộng. Không vứt rác xác động vật sống ra ao hồ. Còn vứt rác tỉ tê ở đường phố.
Câu này con đang nói con lúc nãy đúng không? Câu này những điều nên làm đối với rác thải được hướng dẫn. Câu nghĩ là không nên. Câu nãy là không nên, câu này là nên. Nhớ lại nha. Cái nên, cái nãy là không nên, tức là không nên vứt rác ra bừa bãi ở nơi công cộng. Câu này nên làm khác với câu nãy. Ba, hai, một, chưa câu trả lời. Các đội còn lại không còn trả lời. Những điều nên làm đối với rác thải là bỏ rác đúng nơi quy định, vận động gia đình phân loại rác thải như túi ni lông, chai nhựa bỏ lon để bán phế liệu và tái sử dụng. Bảy, hai, bốn. Câu số 4 trả lời là hỏi rồi em. Còn câu 6, câu 7, câu 10. Còn câu 6 rồi, còn câu 7 và câu 10 thôi. Câu 10 đúng không? Em hãy nêu thứ hạng dân số của Việt Nam đối với Đông Nam Á và thế giới. Thứ hạng, ví dụ mà Đông Nam Á là mình đứng thứ mấy, thế giới mình đứng thứ mấy? Thứ ba. Đông Nam Á là đứng thứ ba, đúng rồi. Thế giới? Chưa câu trả lời dành cho bỏ tiền xuống đi. Dành cho các đội còn lại. 7-1. Thứ 3 đối với Đông Nam Á và thứ 15 đối với thế giới. Chính xác, chọn điểm cho 7-1. Và 7-5. Câu cuối cùng, câu 7. Câu 7, em hãy nêu tên ba anh hùng thiếu niên nhi đồng. Năm thanh niên